hay không, nó có đồng nhất với nhau hay không, ai phân biệt được cái này? À, để coi em có ai xung phong không? Chính trị như là từ hồi sớm đến giờ là bạn mình nhắc lại, cô đã nhắc lại rồi đó ha. Chính trị là một trong những lĩnh vực hoạt động của con người chúng ta, có những lĩnh vực lớn như là kinh tế, chính trị, xã hội. Thì chính trị ở đây được hiểu đó là một trong những lĩnh vực hoạt động của con người. Còn giáo dục chính trị nó thuộc về một trong những bộ phận của khoa học chính trị ha. Mà khoa học chính trị là một cái chuyên ngành khoa học nghiên cứu về lĩnh vực hoạt động chính trị của con người. Thế thì chúng ta học giáo dục chính trị nó khác với chúng ta là thực hiện những cái hoạt động trong lĩnh vực chính trị. Chúng ta phải phân biệt được hai cái này ha. Rồi mời các em đi vào cái bài đầu tiên, và cũng có thể nó sẽ có nhiều vấn đề xuyên suốt trong 8 buổi học của cô và các em, cũng như là nó xoay quanh, nó sẽ là luôn luôn có trong cái nội dung là kiểm tra thi, kiểm tra hết, kiểm tra hai bài kiểm tra thi hết học kỳ, và thậm chí là thi tốt nghiệp của các em là nó xuyên suốt luôn. Bài số 1, bởi vì bài số 1 có rất là nhiều vấn đề chúng ta có thể là gì ạ, trao đổi thảo luận với nhau. Bài khái quát về chủ nghĩa Mác Lênin ha. Ai có giáo trình, bạn nào có giáo trình thì có thể mở giáo trình ra, ai chưa có thì cố gắng có sớm dùm cho cô. Các em thấy rõ không nghe? Nghe Em rõ. thấy tôi chia sẻ rõ không? Rồi ở cái bài này, mục tiêu của cái bài này á, là các em phải nắm được các cái khái niệm và nội dung cơ bản ha. Có thể ví dụ như là về vật chất, về ý thức, về những nguyên lý, những quy luật vân vân, và biết được là vai trò của chủ nghĩa Mác Lênin trong nhận thức và thực tiễn đời sống xã hội. Nhưng mà chúng ta phải nắm được là chúng ta nghiên cứu cái vấn đề này để làm gì, chúng ta có thể vận dụng được nó như thế nào. Bây giờ mới vào, và chứ cô dặn sao vào trước 8 giờ mà. À, Tú Nguyễn nè, ha, làm sao chú ý ha. Rồi, bên cạnh đó thì sau khi tìm hiểu cái bài này, các em phải bước đầu vận dụng được thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác Lênin để chúng ta giải quyết các vấn đề của cá nhân chúng ta đã. Đầu tiên là chúng ta phải vận dụng được nó trong cái quá trình học tập cũng như trong cái đời sống của bản thân mỗi sinh viên đã. Rồi chúng ta mới nói đến vấn đề xã hội. Thì thường những cái vấn đề này cô sẽ luôn luôn lồng ghép vào cái vế thứ hai trong cái câu hỏi khi các em làm bài kiểm tra. Ví dụ ha, các em vận dụng cái nguyên lý về mối liên hệ phổ biến như thế nào trong cái đời sống cá nhân của các em. Ví dụ như vậy, chúng ta tức là chúng ta phải hiểu vấn đề này và chúng ta đem vận dụng nó một cách đúng đắn vào cái trường hợp cá nhân của chúng ta như thế nào. Chúng ta phải hiểu ha. Rồi nó sẽ có những cái nội dung như thế này ha. Khái niệm như cô đã giới thiệu rồi ha, chủ nghĩa Mác Lênin nói chung thì nó do ba cái bộ phận hợp thành, mà lẽ ra trước đây ở cái thời kỳ của cô đó và hiện tại một số trường đại học á, người ta vẫn chia như vậy. Tức là trước đây là cái giáo trình của nó là giáo trình chia ra, nó phân thành những bộ phận khác nhau. Ví dụ như là một triết học thì có giáo trình triết học Mác Lênin ha, giáo trình kinh tế chính trị Mác Lênin, và giáo trình là chủ nghĩa xã hội khoa học nó. Bây giờ sau này cô nhớ là sau năm 2010 đó thì bắt đầu là có cái sự là sửa đổi giáo trình cao đẳng đại học. Thì lúc này là giáo trình bắt đầu nó gộp lại ba cái môn này chung, thì người ta gọi là cái môn là những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin. Tức là trong cái giáo trình này nó gồm cả ba cái môn đó. Như vậy thì
Chủ nghĩa Mác Lênin là do ba bộ phận hợp thành. Thứ nhất là triết học Mác Lênin, thứ hai là kinh tế chính trị, và thứ ba là chủ nghĩa xã hội khoa học. Đây, chủ nghĩa Mác Lênin ở đây nó là một hệ thống lý luận thống nhất và được cấu thành từ ba bộ phận: triết học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học. Và đây được xem là cái hệ thống lý luận khoa học thống nhất về mục tiêu cũng như là về con đường, về biện pháp, về lực lượng thực hiện sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân. Đặc biệt là các em sẽ thấy được là cái vai trò quan trọng của nó trong cái bối cảnh lịch sử xã hội cái thời kỳ mà ra đời của chủ nghĩa Mác đó. Bởi vì nó là vũ khí tối thượng, vũ khí để mà giai cấp công nhân giành lại được có quyền tự do, có quyền sống của mình. Và gì ạ? Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Các em đi tìm hiểu bài này xong, các em phải trả lời cho cô được câu hỏi là gì ạ? Trong thời đại ngày nay thì liệu có làm giảm đi cái vai trò, cái tầm quan trọng của chủ nghĩa Mác Lênin hay không? Cái này là mình phải tự bản thân mình phải rút ra được cái kết luận này ha. Đây là ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác Lênin. Ví dụ như là các em làm bài kiểm tra hoặc là thi đó mà chúng ta làm về trắc nghiệm thì chắc chắn là các em sẽ gặp cái câu này ha. Triết học Mác Lênin gồm có bao nhiêu bộ phận cấu thành? Ví dụ như người ta cho là triết học Mác Lênin, kinh tế chính trị, B là triết học và chủ nghĩa xã hội khoa học, hoặc là C là cả ba, hoặc là D là sai hết. Ví dụ như vậy thì chúng ta phải biết được cái này ha. Có thể là gì ạ? Người ta sẽ đánh đố các em là gì? Ba bộ phận cấu thành nên chủ nghĩa Mác Lênin là triết học, kinh tế chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh. Ban đầu chúng ta nhìn vào chúng ta, nếu chúng ta không đọc đề, chúng ta không để ý, chúng ta chọn sai. Okay. Rồi đầu tiên chúng ta đi tìm hiểu triết học ở đây là gì? Triết học là gì? Nói đến triết học là các em lưu ý cho cô là về thế giới quan và phương pháp luận. Thế giới quan và phương pháp luận. Bởi vì triết học, cái mục đích của nó là nó cung cấp cho con người một thế giới quan khoa học và một cái phương pháp luận đúng đắn. Như vậy thế giới quan là gì? Thế giới quan là gì? Tức là cái quan điểm của con người về thế giới cũng như là về vai trò, về vị trí của con người trong thế giới đó. Rồi cái này là một chút kiến thức cũ nè. Như vậy thì trong lịch sử xã hội là người chúng ta đã trải qua, đã có được bao nhiêu loại hình thế giới quan? Cái nãy giờ cô đang nói tới là thế giới quan triết học. Như vậy thì trong lịch sử của chúng ta đó thì chúng ta còn có những cái loại hình thế giới quan nào nữa? Bạn nào thử nhớ lại cho cô xem. Chúng ta còn có những cái loại hình thế giới quan nào nữa? Đầu tiên là chúng ta có thế giới quan gì ạ? Đã, thế giới quan huyền thoại đó. Những cái này là những cái vấn đề này thật ra là nó cũng sẽ nằm trong cái câu hỏi trắc nghiệm ha các em. Cái loại hình thế giới quan đầu tiên mà xã hội loài người chúng ta có được đó là thế giới quan huyền thoại. Tức là đây là cái phương thức mà cảm nhận thế giới của đối tượng người nguyên thủy. Như vậy thì ở cái thời kỳ này thì những cái yếu tố như là cảm xúc, mà như là tri thức, tín ngưỡng và lý trí, hiện thực, tưởng tượng, vân cái thật, cái ảo, vân thì nó đang xen vào nhau, nó hòa quyện vào nhau, để từ đó là gì ạ? Nó thể hiện được cái quan điểm về về thế giới. Rồi trải qua nhiều cái thăng trầm của lịch sử cũng như là bắt đầu xã hội lúc này là gì ạ? Có sự phân chia giai cấp và có sự phân công lao động xã hội. Giai cấp bị trị thì là tham gia vào cái việc là sản xuất vào
làm ra cái lao động, cô xin lỗi, làm ra cái sản phẩm, cái sản phẩm để phục vụ cho những cái nhu cầu tối thiểu nhất cho con người ở thời kỳ đó. Còn những người chúng ta gọi là ở cái tầng lớp là thống trị đó, thì họ sẽ làm về chính trị, họ sẽ làm về tôn giáo vân vân. Thì lúc này là cái thời kỳ, khi mà cái thời kỳ bắt đầu có cái tôn giáo xuất hiện rồi á, thì chúng ta lại có là cái loại hình là thế giới quan tôn giáo. Thì ở cái loại hình thế giới quan tôn giáo này, lúc này thì niềm tin của tôn giáo đóng vai trò là chủ yếu. Ở thời kỳ trước ha, tức là ở cái thời kỳ thế giới quan huyền thoại đó, các em sẽ thấy được là chủ yếu là dựa vào cảm xúc, cảm xúc, tín ngưỡng. Và lúc này thì cái thần và cái người đó nó hòa quyện vào nhau. Cho nên chúng ta sẽ không lấy gì làm lạ khi mà ở cái thời kỳ này có người nguyên thủy họ sẽ thờ những cái vị thần như là nửa người nửa vật, nửa người nửa vật. Đó. Cái thần và cái người, thậm chí là các em mở lại những cái câu chuyện truyền thuyết nói về cái thời kỳ nguyên thủy này, các em sẽ thấy được nó rõ hơn. Cái thần và cái người là hòa quyện vào nhau. Nhưng đến cái thế giới quan thứ hai, thế giới quan tôn giáo, thì lúc này tín ngưỡng nó sẽ cao hơn lý trí. Lúc này thì niềm tin của tôn giáo nó sẽ đóng vai trò là chủ yếu, và cái ảo sẽ lấn át cái thực. Và cái thần lúc này là được đặt cao hơn, được đề cao hơn con người. Hai cái điểm khác biệt giữa hai cái hình thức thế giới quan này ha. Và có một thời kỳ là gì ạ? Triết học nó chỉ có cái nhiệm vụ là bảo vệ cái tôn giáo của cái giai cấp thống trị. Và thậm chí lúc này triết học được xem là khoa học của mọi khoa học. Nhưng mà khi ở một cái mức độ nhất định nào đó, khi mà cái khoa học cụ thể nó phát triển, đặc biệt là cái khoa học vật lý, thì lúc này những cái vấn đề ở thời kỳ này buộc con người chúng ta phải nhìn nhận lại, phải xem xét lại, hay phải đánh giá lại về cái tính khoa học của nó. Thì lúc này là thế giới quan triết học ra đời. Như vậy thì thế giới quan triết học nó sẽ không giống với thế giới quan huyền thoại hoặc là thế giới quan tôn giáo. Bởi vì ở cái thời kỳ này, khi mà khoa học nó phát triển rồi, thì triết học nó diễn ra các quan niệm của con người ở dưới dạng là hệ thống những phạm trù nè, những quy luật. Những phạm trù, những quy luật. Bởi vì là các em bị cô rút ngắn bớt chương trình cho các em, chứ nếu không là các em sẽ được tìm hiểu là hai nguyên lý, ba quy luật và sáu cặp phạm trù. Nhưng mà cô đã lược bớt sáu cặp phạm trù này, chúng ta chỉ tìm hiểu về hai nguyên lý. Và cô có giao đề tài cho các lớp và các nhóm ha, nguyên lý về mối liên hệ phổ biến nè, nguyên lý về sự phát triển, và ba quy luật chúng ta gọi tắt là quy luật mâu thuẫn, quy luật lượng chất, quy luật phủ định. Thì đó là cái thế giới quan duy vật, cô xin lỗi, thế giới quan triết học đó, nó diễn ra cái quan niệm của con người ở dưới dạng hệ thống những cái phạm trù, những cái quy luật. Và lúc này nó có vai trò như là gì ạ? Như là những bậc thang trong quá trình nhận thức thế giới. Và như vậy thì triết học thì được coi là cái trình độ tự giác trong việc hình thành và phát triển của thế giới quan. Tự giác. Rồi, còn kinh tế chính trị thì nó là một cái môn khoa học nghiên cứu những cái phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Nghiên cứu phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Và nó đã chỉ rõ rõ ra được là bản chất bóc lột của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa này. Những quy luật kinh tế chủ yếu hình thành và phát triển để đưa cái chủ nghĩa tư bản tới chỗ diệt vong. Và bên cạnh đó là chỉ ra được là những cái quy luật phát triển của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Cái phần này các em sẽ được tìm hiểu trong cái phần thứ hai, trong cái phần thứ hai. Và thứ ba là chủ nghĩa xã hội khoa học, thì cái phần này thường là cô sẽ cho các em tự tìm hiểu thêm giáo trình ở nhà. Ừ, tự tìm hiểu thêm.
Cô ơi, nãy giờ slide cô đứng ở số 6 không đúng không cô? Slide nãy giờ Từ từ để cô chỉnh nữa nha. Các em không 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 nhận được slide hả các em? Mà nãy giờ đúng là số 6 không ấy, có những cái là cô nói là không có trong slide đâu các Rồi. em. Các em nhìn vào hình, các em thấy được đây là cái hình ảnh thể hiện được gì ạ? Cuộc cách mạng công nghiệp tư bản chủ nghĩa, và nó thể hiện được cái sự bóc lột của giai cấp tư sản đối với lao động làm thuê. À, các em sẽ thấy được là thay vì cái người tham gia lao động sản xuất trực tiếp tạo ra sản phẩm thì họ sẽ được sở hữu những cái sản phẩm này, ít nhất là họ được sở hữu những cái tư liệu sản xuất, và cái điều kiện tối thiểu là họ được, họ được tồn tại, họ được sống, họ được sống, họ được đảm bảo cái điều kiện sống của bản thân họ và gia đình. Như vậy thì cái nghịch lý ở đây là gì? Cái người tham gia, cái tầng lớp tham gia tạo ra sản phẩm dư thừa cho xã hội thì họ là thuộc vào những người vô sản. Họ không có tài liệu, họ không nắm trong tay về tài liệu, về tư liệu sản xuất. Họ không có được là cái sản phẩm lao động là chính họ làm ra. Họ không có đủ điều kiện để nuôi bản thân họ cũng như là gia đình của họ. Ngược lại gì ạ? À? Những cái người mà không tham gia trực tiếp, không làm ra sản phẩm lao động thì họ lại sở hữu toàn bộ những cái sản phẩm lao động làm ra. Và những người giai cấp công nhân ở cái thời kỳ này là gì ạ? À? Sống đời sống như là một cái con vật đó nghe. Tức là họ chỉ được thực hiện những cái nhu cầu tối thiểu nhất. Đó là lao động, đó là sinh con đẻ cái. Thậm chí là như vậy. Và ở đây cái khái niệm sống không còn nữa, mà đối với họ kiểu như là đó là một cái sự tồn tại. Họ tồn tại, không phải sống. Sống là chúng ta phải được thỏa mãn những nhu cầu về vật chất cũng như là mặt mặt tinh thần. Ở đây họ không phải như vậy. Nên nhìn vào hình các em thấy được, đây là cuộc cách mạng công nghiệp tư bản chủ nghĩa. Và nó thể hiện được cái sự bóc lột của giai cấp tư sản đối với lao động làm thuê. Những cái nội dung sau này các em về tiền đề lý luận sự ra đời á, mình có thể là nghiên cứu thêm ở giáo trình hoặc là tài liệu ở đâu đó. Đây các em ghi vô câu có nội dung này. Ai chưa có giáo trình hoặc là có rồi chúng ta vẫn phải ghi cái nội dung này cho cô ha. Cái nội dung này các em sẽ không tìm thấy trong giáo trình đâu. Về bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin. Tức là chúng ta phải biết được là trong cái thời kỳ như vậy, trong bối cảnh như vậy sẽ có rất là nhiều học thuyết ra đời. Chứ không phải riêng về chủ nghĩa Mác Lênin ha. Sẽ có rất là nhiều học thuyết của các cái trường phái khác nhau ra đời. Tuy nhiên bằng cái gì ạ? Cái động lực, cái nhu cầu thực tiễn và cái tính khoa học của các học thuyết khi mà vận dụng vào trong các cuộc cách mạng đấu tranh chống lại cái tư bản như vậy thì nó bộc lộ được cái bản chất khoa học và cách mạng của các học thuyết khác nhau. Như vậy thì bản chất cách mạng của khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin ở đây là gì? Thứ nhất, là gì ạ? À? Thứ nhất là chủ nghĩa Mác Lênin nó là một cái hệ thống lý luận khoa học và nó thể hiện trong toàn bộ các cái nguyên lý cấu thành nên học thuyết, mà trước hết là các nguyên lý trụ cột. Ở đây chúng ta sẽ được đi tìm hiểu hai nguyên lý như cô đã nói là nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về về sự phát triển. Đó là như vậy. Hai nguyên lý ha. Cô nhắc lại, cái bản chất cách mạng và khoa học đầu tiên của chủ nghĩa Mác Lênin đó
tức là nó được thể hiện với một hệ thống, nó không phải là những cái nội dung lý luận riêng lẻ rời rạc, không có mối liên hệ với nhau, là không phải như vậy. Cái chủ nghĩa Marx Lenin nó được thể hiện ở đây là một hệ thống, và hệ thống này được gọi là hệ thống lý luận khoa học. Cái điều này nó được thể hiện trong toàn bộ các cái nguyên lý cấu thành nên học thuyết, mà trước hết là các nguyên lý trụ cột của nó. Cái thứ hai ha, cái cách mạng và khoa học thứ hai của chủ nghĩa Marx Lenin đó là sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan khoa học và phương pháp luận Marxist trong chủ nghĩa Marx Lenin. Nó có sự thống nhất, chúng ta nói tắt là có cái sự thống nhất giữa thế giới quan và phương pháp luận, giữa thế giới quan và phương pháp luận. Một cái nữa, một cái bản chất nó thể hiện là cái tính cách mạng và khoa học vô cùng ý nghĩa, vô cùng đặc biệt, và nó có mang tính lịch sử. Đó là gì ạ? Bên cạnh thể hiện cái tính khoa học và cách mạng của các cái học thuyết, của các nguyên lý quy luật, thì đồng thời cái chủ nghĩa Marx Lenin nó đã chỉ ra được cái tính chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản, và gì ạ? Đồng thời là nêu lên được cái mục tiêu giải phóng xã hội, được chưa ạ? Nó nêu lên được mục tiêu giải phóng xã hội, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Đây là cái nhiệm vụ cao cả nhất của một học thuyết. Nó giải phóng con người chúng ta là mang đến một cái sự tự do, hạnh phúc cho con người. Tức là cái chúng ta đang hướng đến một cách là cao cả nhất. Thì cái học thuyết của chủ nghĩa Marx Lenin đã làm được cái điều đó. Nêu lên được cái mục tiêu giải phóng xã hội, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Đồng thời là đưa ra được cái con đường, cái phương thức để đạt được cái mục tiêu đó. Một cái nữa, đó là học thuyết Marx Lenin không phải là học thuyết đóng, tức là nó không đóng khung ở đó. Ở đây nó là sự gợi mở, nó cung cấp cho chúng ta một cái thế giới quan hoặc phương pháp luận thôi. Còn tùy vào tình hình cụ thể ở mỗi thời kỳ khác nhau, ở mỗi đất nước khác nhau, chúng ta sẽ có vận dụng một cách khác nhau, đồng thời là chúng ta đưa ra được những cái quan điểm mới ở thời kỳ mới. Tức là gì ạ? Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể ở mỗi thời kỳ khác nhau mà chúng ta phải là gì ạ? Chúng ta phải tự đổi mới, chúng ta phải tự phát triển trong một cái hệ thống tri thức chung của nhân loại. Về cái vấn đề này ở trước đây chúng ta đã nghe được ha, tức là chúng ta vận dụng một cách nguyên si chúng ta cái nội dung người ta ở bên Nga hay bên Liên Xô cũ đó, người ta vận dụng như thế nào và cách mạng tháng 10 Nga chúng ta lại vận dụng y bon như vậy, là chúng ta đã có những cái sai lầm cũng như là chúng ta đã có những thất bại. Thì sau đó, tức là sau đại hội 6, sau năm 1986 đó, chúng ta bắt đầu chúng ta có lại, chúng ta nhìn nhận lại, chúng ta đổi mới lại, và bắt đầu chúng ta đã có những thành tựu nhất định. Cái này chúng ta sẽ tìm hiểu ở nội dung sau ha. Mối quan Mới hiểu được cái bản chất của vật chất, nó là tồn tại khách quan. Như vậy thì tồn tại là gì, khách quan là gì, và tồn tại khách quan là gì?
Như vậy thì có khách quan thì có chủ quan, như vậy chúng ta phải phân biệt hai cái vấn đề này như thế nào? Nhóm trình bày, trong quá trình suy nghĩ chờ các em trả lời ha, cô nhận xét một chút là nhóm trình bày tương đối đầy đủ, trình bày tốt, lên thuyết trình thì rõ ràng, tao rõ. Tuy nhiên chưa thấy được, cô chưa thấy được cái sự vận dụng hoặc là đưa ra được những cái ví dụ, hay ví dụ về vật chất, là ví dụ về ý thức và ví dụ về cái mối quan hệ biện chứng giữa hai cái yếu tố này thì nhóm mình cô chưa thấy. Rồi cái thứ hai nữa là về phần nội dung thì nhóm chưa nêu ra được các cái trường phái khác nhau khi quan niệm, tức là khi đưa ra những cái quan điểm khác nhau về cái mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, đúng không ạ? Để làm tốt cái nội dung của cái chủ đề này, đầu tiên các em phải chỉ ra được vật chất là gì, các quan điểm khác nhau về vật chất, và để từ đó chúng ta rút ra được cái quan điểm nào là khoa học, là đúng đắn, để chúng ta chúng ta thống nhất, chúng ta vận dụng nó vào trong cái đời sống của chúng ta. Tương tự như vậy, ý thức là gì, các quan điểm khác nhau về ý thức cũng như là nguồn gốc ra đời của ý thức, để rồi từ đó chúng ta mới thấy được cái gì ạ, cái mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức nó gồm có mấy mặt, và ở mỗi mặt như vậy thì cô cần có được những cái ví dụ minh họa dẫn chứng cho cái vấn đề đó. Đó là cách làm, đó là cái cách làm tiểu luận, cô xin lỗi, đó là cách làm bài bài tập nhóm nên trình bày. Rồi quay trở lại với vấn đề của chúng ta ha. Chủ quan là gì, khách quan là gì, bạn nào trả lời được? Lịch sử triết học tức là nó luôn luôn xoay quanh cái vấn đề là vật chất và ý thức, cái nào có trước, cái nào có sau, và cái nào quyết định cái nào. Và để giải đáp những cái vấn đề này xuyên suốt cái quá trình tồn tại, quá trình phát triển của triết học Mác Lênin đó, thì nhìn chung tức là nó có nhiều quan điểm khác nhau, nhưng mà nhìn chung hoặc là sẽ có những cái nhóm, những cái quan điểm cho rằng là vật chất có trước ý thức, thì những cái nhóm này người ta gọi là gì ạ? Người ta gọi chung là chủ nghĩa duy vật hay chủ nghĩa duy vật. Ngược lại sẽ có những cái nhóm, những cái quan điểm cho rằng là ý thức có trước vật chất và ý thức quyết định vật chất, thì những cái nhóm này người ta gọi là chủ nghĩa duy tâm hay game chủ nghĩa duy tâm. Như vậy thì suy cho đến cùng, chúng ta có hai cái trường phái cơ bản nhất, đó là chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Rồi cái phần này các em lưu ý, các em nhớ dùm cho cô ha. Như vậy thì sự khác nhau giữa hai cái trường phái này là gì? Thứ nhất, khi xét về cái sự ra đời, cái sự tồn tại của hai cái phạm trù vật chất và ý thức á, thì cái trường phái duy vật sẽ thừa nhận tính thứ nhất của vật chất so với ý thức, tức là nó vật chất nó mang tính thứ nhất, ý thức mang tính thứ hai và vật chất quyết định ý thức. Hay chúng ta hiểu nôm na, thường thường chúng ta sử dụng những cái câu từ dễ hiểu nhất, đó là vật chất có trước, ý thức có sau và vật chất quyết định ý thức, thì đó là trường phái duy vật, được chưa? Còn duy tâm thì nó ngược lại, hay duy tâm thì nó ngược lại. Ý thức mang tính thứ nhất so với vật chất, và ý thức có trước vật chất, ý thức quyết định vật chất, thì đó là thuộc về trường phái duy tâm. Đây là hai cái điểm khác nhau cơ bản nhất. Cô nhắc lại, khi bàn về cái vấn đề vật chất và ý thức đó, thì chúng ta có những nhiều cái quan điểm khác nhau của các trường phái triết học khác nhau, của các nhà triết học khác nhau ở mỗi thời kỳ khác nhau, đúng chưa? Nhưng mà tụ chung lại là chúng ta có thể phân chia thành hai trường phái cơ bản nhất, đó là duy tâm và duy vật. Và cái sự khác biệt cơ bản nhất của duy tâm và duy vật đó là thừa nhận tính thứ nhất hoặc là vật chất hoặc là ý thức so với cái phạm trù còn lại.
Và cái nào có trước thì cái đó sẽ mang tính quyết định hơn so với cái còn lại. Ha, đó là cái điểm cơ bản nhất. Như vậy thì chúng ta bắt đầu đi sâu và tìm hiểu thêm. Trong cái chủ nghĩa duy tâm đó các em, thì nó lại phân chia thành hai cái trường phái nữa. Ha, nó sẽ phân chia thành hai cái trường phái nữa. Cái này là các em cần thì các em ghi lại. À, có thể là trong giáo trình có, ở trong những cái tài liệu khác là sẽ có. Chủ nghĩa duy tâm nó sẽ phân thành hai trường phái cơ bản nữa, đó là duy tâm chủ quan và duy tâm khách quan. Duy tâm chủ quan và duy tâm khách quan. Như vậy thì dù là duy tâm chủ quan hay là duy tâm khách quan thì cái điểm chung của hai trường phái này đó là thuộc vào cái chủ nghĩa duy tâm. Mà đã là duy tâm thì anh phải thừa nhận tính thứ nhất của ý thức so với vật chất, tức là ý thức nó sẽ gì ạ? Quyết định vật chất. Như vậy thì sự khác nhau giữa hai trường phái này là gì? Thứ nhất là chủ nghĩa duy tâm chủ quan thì cho rằng cái ý thức ở đây là ý thức gì? Là ý thức của con người. Mà ý thức này từ đâu là có? Là sự phức hợp các cảm giác của con người. À, cô nhắc lại là duy tâm chủ quan thì cho rằng là gì? Ý thức có trước vật chất, và ý thức này có được là do sự phức hợp các cảm giác của con người, hay là sự cộng dồn các cảm giác của con người. Còn duy tâm khách quan là gì ạ? Cái ý thức này không thuộc về con người, mà ý thức này là nó thuộc về một cái thế lực, một cái tức là nó tồn tại bên ngoài con người, nó thuộc về một cái thế giới siêu nhiên, một cái lực lượng siêu nhiên nào đó mà chúng ta có thể gọi nôm na là thần linh, là thượng đế, là một cái đấng tối cao nào đó, không phải của con người. Thì đó là duy tâm khách quan. Rồi, như vậy thì trở lại vấn đề duy tâm khách quan và duy tâm chủ quan. Cô đã nói rồi, như vậy thì em có biệt. Cô ơi, nhóm em, lớp em còn một nhóm làm trước chủ đề một á cô, cho mấy bạn trình bày luôn được không cô? À, là còn một nhóm nữa đúng không? Rồi, các em Đúng trình bày luôn, là cô sẽ nói sao thôi, cô sẽ hướng dẫn sao. Rồi, cô rồi. mời các em. Nào là khách, Khách quan con, khách quan đó là như là cách nhìn nhận sự việc thực tế, không có thiên vị, nó có thứ gì. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng, mà sẽ đưa ra cho một quyết định
sáng suốt. Như vậy thì làm sao mình phân biệt được khách quan với chủ quan đấy bạn Duyên? Theo em nghĩ khách quan tức là nhìn nhận một cái sự việc gì đó theo một cái khả quan không có rõ ràng, không có ý chung thôi, không có là một cái ý chính đó con. Tức là ý chung chung, không có đi vào cái trường hợp cụ thể riêng biệt, ý của bạn là vậy đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Rồi bạn có thể lấy ví dụ để chứng minh cho cái luận điểm của bạn là đúng hay không? Ví dụ. Rồi để bạn Duy suy nghĩ thêm nha, cô mời bạn khác xem. Nguyễn Trung Tín. Dạ cô là có. Đào trả lời cho cô đi. Dạ thưa cô, theo em thì cái vấn đề khách quan thì em nghĩ là những cái vấn đề mà mình có thể thực hiện được, và những cái vấn đề có thể mình thực hiện được nó cô. Em nghĩ là những vấn đề khách quan, còn những vấn đề chủ quan là những cái vấn đề mà mình chưa có khả năng thực hiện nó được. Dạ thưa cô, ví dụ khách quan thì mình có, ví dụ như là mình có thể thực hiện được đi lên mặt trăng này kia cô, những cái vấn đề khách quan có thể thực hiện được. Còn vấn đề chủ quan là mình, ví dụ như là mình sống trên mặt trăng đó, thì đó là những vấn đề mà chủ quan mình chưa có thể thực hiện được cô. Có ý đúng, tức là có một chút ý đúng trong cái phần trình bày của mình, nhưng mà suy nghĩ lại nha, tính một lát cô sẽ giải thích. Rồi cô mời một bạn khác nha. Bùi Mạnh Phú. Bùi Mạnh Phú còn ở đây không? Trong quá trình cô gọi mà bạn nào lúc nãy cô điểm danh là có nè, có đi, Bùi Mạnh Phú có ha, mà cô gọi không thấy tức là bạn out rồi, thì xem như là cô sửa lại là coi như vắng ha. Không có lý do chúng ta vào đầu giờ là chúng ta điểm danh rồi chúng ta out hết, không phải như vậy nha. Rồi cô nhắc lại Bùi Mạnh Phú có không ạ? Không ha. Có mic em bị tắt. Lý do làm sao, tại sao các em không dùng mic? Tao cố trả lời cô xem những bạn mà không có mic là lý do làm sao. Cô mời Diễm Quỳnh. Rồi khoan, trước khi lớp mình trả lời cô sẽ gợi ý nè. Bây giờ cô đưa một tình huống như thế này. Có một cậu bạn này đang làm quen với cái cô bạn này, thì sau một thời gian mà nhắn tin qua lại thì cậu bạn này đã mời được cái cô bạn này đi uống cà phê chẳng hạn như vậy. Tức là xét về mặt tình cảm là hai bên đều muốn gặp nhau. Xét về mặt tình cảm thì hai bên đều muốn đến cái buổi hẹn này. Rồi, cái ngày tới cái ngày hẹn. Thì cái cô bạn này sửa soạn quần áo rồi tô son đánh phấn,
trang điểm đẹp đẽ để ngồi đợi anh bạn này tới đón đi uống cà phê. Nhưng mà một điều không ngờ tới, tức là không nằm trong cái mong muốn của hai cái người bạn này, hai cô cậu này, đó là gì? Trời mưa. Tự nhiên tới cái giờ hẹn, bắt đầu cái anh bạn này tới chở cái cô bạn này đi thì trời mưa. Mặc dù là hai người này không muốn ha. Như vậy thì các em lý giải, dựa vào tình huống này các em lý giải thử xem là cái việc trời mưa là chủ quan hay khách quan. Rồi các em trả lời được rồi thì các em sẽ biết được là chủ quan là gì, khách quan là gì. Trời mưa là khách quan ha. Như vậy thì chủ quan ở đây là gì? Chủ quan là cái việc là hai cái cô cậu này đều không muốn trời mưa, đều không muốn cái việc, cái sự việc mưa nó xảy ra. Nhưng mà gì ạ? Mưa nó vẫn đến. Tức là cái sự việc mưa nó vẫn tới. Cho dù là anh bạn này hay cô bạn này muốn hay không muốn. Như vậy là mưa là thuộc về phạm trù khách quan. Còn không muốn mưa là thuộc về cái vấn đề là chủ quan. Như vậy thì từ đó chúng ta biết được là gì ạ? Khách quan là những cái tồn tại ha, ngoài cái gì ạ? Ngoài con người chúng ta đó. Ngoài cái sự mong muốn của con người. Còn chủ quan là thuộc về con người chúng ta. Như vậy thì cái chủ quan này để cải tạo thực tiễn, để đem lại nó phục vụ đúng mục đích của mình, thì cái chủ quan này buộc phải nhận thức được cái khách quan này nè. Chỗ này các em hiểu chưa? Cái nhiệm vụ của chúng ta, của con người chúng ta là chúng ta phải nhận thức được cái khách quan. Bởi vì bản thân khách quan là nó luôn xảy ra. Mặc dù chủ quan, cái chủ quan chúng ta muốn hay không muốn. Đúng không ạ? Thì đó là cái sự phân biệt giữa chủ quan và khách quan. Tương tự như vậy, các em nhớ lại là duy tâm chủ quan và duy tâm khách quan. Như vậy thì duy tâm chủ quan ở đây là cái ý thức là của con người. Nó thuộc về con người. Mà ý thức trong cái duy tâm chủ quan đó, ở đây đó là sự phức hợp, sự cộng dồn các cảm giác của con người. Còn cái duy tâm khách quan đó thì là gì ạ? Cái ý thức này không thuộc về con người nữa, mà nó thuộc vào một cái lực lượng siêu nhiên nào đó, chúng ta gọi là thần linh hay là Chúa Trời, là Thượng Đế vân vân. Là nó không thuộc về cái chủ quan của con người. Được chưa ạ? Thì đó là chủ quan. Và ví dụ như cái môn này, ví dụ như các bạn học cái ngành của bạn là ngành dược, là một trong những ngành khoa học cụ thể, đúng không ạ? Thì cái tâm lý chung của các bạn là các bạn đi muốn tìm hiểu về thuốc ha. Cái nội dung của các bạn mong muốn là được tìm hiểu chung về thuốc để làm gì? Để phục vụ các bạn. Khi bạn có được nhận thức đầy đủ rồi, mình có thể là đi bán thuốc được. Nói đi bán thuốc được tức là mình đi cải tạo thực tiễn, đi hoạt động thực tiễn được đó. Các bạn nhận thức đầy đủ rồi, các bạn có thể là tham gia cải tạo thực tiễn, hoạt động thực tiễn. Cái mục đích của bạn khi mà các bạn vào trong Dược Sài Gòn như vậy, không phải các bạn vào đây các bạn muốn học chính trị, không phải hết trơn, đúng không ạ? Trong tất cả 60 bạn ngồi ở đây, không có bạn nào vào Dược Sài Gòn để được đi học chính trị, không có gì hết trơn á. Nhưng mà cái việc muốn đó, giữa cái việc muốn của các bạn và cái việc phải học, là nó hoàn toàn là không có theo mong muốn của các bạn được, đúng không ạ? Các bạn không thể nói là tôi vào đây tôi học dược, tôi không muốn học môn chính trị, là không được. Nó thuộc về chủ quan của các bạn là các bạn muốn hay không muốn. Và cái việc khách quan là gì? Các bạn vẫn phải học. Nó nằm trong cái chương trình học. Được chưa ạ? Đó là một số cái ví dụ ha, để các bạn phân biệt được như thế nào là khách quan, như thế nào là chủ quan. Rồi chúng ta đi vào còn một cái nữa bên duy vật ha. Cô đang nói đến chủ nghĩa duy tâm chủ quan và chủ nghĩa duy tâm khách quan rồi. Như vậy thì ở chủ nghĩa duy vật nó cũng sẽ có gì ạ? Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật siêu hình. Thì tương tự như duy tâm chủ quan và duy tâm khách quan đó, thì dù anh là duy vật biện chứng hay là anh là duy vật siêu hình, thì cái gốc chung của anh vẫn là duy vật. Được chưa ạ? Mà đã là duy vật thì anh phải thừa nhận tính thứ nhất của vật chất đối với ý thức. Tức là
vật chất có trước, ý thức có sau. À, vật chất có trước, ý thức có sau. Như vậy thì nó khác nhau ở cái đuôi. À, nó khác nhau ở cái đuôi. Một cái là biện chứng, một cái là siêu hình. Và chúng ta phải phân biệt, chúng ta phải nắm được là ở mỗi cái trường phái khác nhau thì nó có cái trường phái nào nó mang tính khoa học hơn. À, để là chúng ta vận dụng cái quan điểm của cái trường phái đó vào trong cái nhận thức và hoạt động thực tiễn của mình. Được chưa ạ? Duy vật biện chứng và duy vật siêu hình, nó khác cái biện chứng và cái siêu hình. Và hai cái này cũng chính là cái phương pháp luận, tức là phương pháp nghiên cứu của cái trường phái duy vật này. Tương tự như bên kia, chúng ta phải phân biệt được biện chứng và siêu hình nó khác nhau như thế nào. Cái này các bạn, cái này phải ghi nè, không ghi là không nhớ ha. Biện chứng, thứ nhất là biện chứng. Biện chứng tức là những người theo cái trường phái này á, bên cạnh cái việc thừa nhận tính thứ nhất của vật chất so với ý thức, thì khi mà xem xét đánh giá các sự vật hiện tượng trong thế giới này, thì những người có cái quan điểm biện chứng, họ đặt các sự vật hiện tượng trong trạng thái là luôn luôn vận động, biến đổi không ngừng, tức là đặt sự vật hiện tượng trong trạng thái là động. Tức là giữa các sự vật hiện tượng này luôn luôn có một cái sự vận động, biến đổi không ngừng. À, ngược lại bên kia, tức là bên siêu hình á, thì luôn đặt sự vật hiện tượng trong trạng thái là tĩnh, tức là đứng yên. À, tĩnh là đứng yên. Người nào giờ mới vô đây? Có bạn nào ao rồi bây giờ mới vô để đếm nhanh không? Các bạn nghỉ giải lao hoặc là gì, các em cố gắng cứ để máy như vậy ha. Giải lao thì độ khoảng 15-20 phút thì vào học lại. Nhiều bạn là gì ạ? Như bạn thấy là cô điểm danh đầu giờ rồi thì tự động out ra. Rồi sau đó nghe cô điểm danh lại hoặc là gọi tên không có mình là cô sẽ điểm danh lại. Thì cứ như lại vào, không được. Không được. Tuy là học online nhưng các bạn phải tuân thủ cái nội quy như là các bạn học trực tiếp ở trên lớp. Ha? Không có chuyện chúng ta ra vào những cái chợ như vậy là không được, là cô sẽ không duyệt đâu nha. Rồi cô nhắc lại nè. Chủ nghĩa duy vật biện chứng, tức là thừa nhận tính thứ nhất của vật chất so với ý thức. Và là gì ạ? Xem xét sự vật hiện tượng trong trạng thái luôn luôn vận động và biến đổi không ngừng. À, rồi bên kia là gì ạ? Xem xét sự vật hiện tượng trong trạng thái là đứng im. Là đứng im. Rồi một cái ý nữa, có sự khác biệt giữa hai cái trường phái này nữa, đó là một bên biện chứng ấy, thì người ta cho rằng là gì ạ? Các sự vật hiện tượng nó tồn tại trong thế giới này là nó luôn có cái mối liên hệ, tức là có sự tác động qua lại lẫn nhau. À, các sự vật hiện tượng nó tồn tại trong cái thế giới này là nó có cái mối liên hệ tác động ràng buộc qua lại lẫn nhau. Bên kia thì ngược lại ha, tức là cái bên mà siêu hình thì cho rằng là gì? Bởi vì là sự vật hiện tượng nó đứng im, nó không có sự vận động, cho nên là giữa các sự vật hiện tượng này nó cũng sẽ là gì? Không có bất kỳ cái mối liên hệ nào. À, nó sẽ không có bất kỳ cái mối liên hệ nào. Tức là nó tồn tại cô lập, là tách rời nhau. Cô lập là tách rời nhé. Được chưa? Thật ra chúng ta còn một trường phái nữa. Bên cạnh duy tâm và duy vật, chúng ta còn một trường phái nữa. Chúng ta gọi là thuyết nhị nguyên, trường phái nhị nguyên. Trường phái nhị nguyên. Nhị là gì các em? Nhị là hai, nguyên là nguyên thể. Nguyên thể đầu tiên của vũ trụ. Được chưa? Trường phái nhị nguyên người ta cho rằng gì các em? Ý thức và vật chất ở đây là nó tồn tại song song nhau. Tức là gì? Không có cái nào có trước, cái nào có sau và cái nào quyết định cái nào. Người ta gọi trường phái này là trường phái nhị nguyên. Còn trường phái duy tâm, chủ nghĩa duy tâm á, và chủ nghĩa duy vật thì người ta gọi chung đó là trường phái nhất nguyên. Tức là gì? Nhất là một, nguyên là nguyên thể đầu tiên của vũ trụ. Tức là dù là anh là duy tâm hay là anh là duy vật thì
bản thân anh đã là nhất nguyên rồi, anh phải thừa nhận một trong hai nguyên thể đầu tiên của vũ trụ là vật chất hoặc là ý thức. Được chưa ạ? Đó là cái điểm giống nhau giữa duy vật và duy tâm. Cái này cô phân tích rõ rồi ha, bữa sau hôm nay bạn nào không nhớ thì chúng ta có thể ghi lại. Lần bữa sau là cô sẽ hỏi là những kiến thức này. Kiến thức này là xuyên suốt, kiến thức này là cơ bản nhất và xuyên suốt nhất. Theo các em, trong suốt quá trình chúng ta học kiểm tra thi là cái bài đầu tiên là bài vô cùng là cơ bản nhất mà chúng ta phải nắm được. Bài đầu tiên là bài cơ bản nhất. Và cái phần vật chất và ý thức là cái phần cơ bản nhất của cái bài cơ bản nhất. Thành ra chúng ta phải cố gắng nắm phần này nha. Mic bị tắt. Tú. Đúng rồi, Tố Nguyên, trời mưa là yếu tố khách quan. Rồi, chúng ta đi vào tìm hiểu vật chất ở đây là gì. Tức là khi nói về vật chất đó các em, thì có rất là nhiều các nhà triết học khác nhau, của các trường phái khác nhau, ở các thời kỳ khác nhau, sẽ có những cái quan điểm khác nhau về vật chất. Ở thời cổ đại nè, cô lấy ví dụ ở thời cổ đại, Hy Lạp cổ đại ha, Hy Lạp cổ đại, thì lúc này các nhà triết học đã đồng nhất, cái điểm chung của các nhà triết học ở thời kỳ cổ đại đó các em, thì họ đã đồng nhất cái vật chất với một cái dạng vật thể cụ thể nào đó ha, họ đã đồng nhất vật chất với một cái dạng vật thể cụ thể nào đó. Ví dụ Anaximen thì cho rằng vật chất ở đây là không khí. Anaximen là cũng là một nhà triết học ở thời kỳ cổ đại Hy Lạp, thì ông cho rằng là vật chất là không khí. Hay là Heraclit thì lúc này Heraclit cho rằng vật chất là lửa, lửa là khởi nguyên của mọi thứ, từ lửa sinh ra tất cả. Lửa là bản nguyên của vũ trụ. Thì đó là quan điểm của Heraclit. Hoặc là gì ạ? Hoặc là Thales. Okay. Thales thì cho rằng là gì? Chúng ta nghe Thales rất là nhiều về định luật Thales. Thời kỳ chúng ta học cấp 3, đúng không ạ? Thì Thales thì cho rằng là vật chất ở đây phải là nước. Phải là nước. Hoặc là một số nhà triết học không vâng. Thậm chí là ở Trung Hoa cổ đại đó, thì những nhà triết học Trung Hoa cổ đại họ cho rằng vật chất là ngũ hành, là ngũ hành, là kim, là mộc, là thủy, hỏa, thổ, vân, là ngũ hành. Như vậy thì dù là lửa, là nước, là không khí, là nguyên tử, là ngũ hành, vân vân, thì cô nhắc lại điểm chung nhất của các nhà triết học ở thời kỳ cổ đại, đó là họ đã đồng nhất vật chất với một cái dạng vật thể cụ thể nào. Và đó cũng chính là cái sai lầm của các nhà triết học ở thời kỳ lúc bấy giờ. Cho đến là khi mà cái trình độ khoa học tự nhiên, đặc biệt là khoa học vật lý nó phát triển các em, thì khi này các nhà triết học mới nhìn nhận lại và thống nhất cho rằng là gì? Vật chất lúc này là nguyên tử. Nguyên tử. Nhưng mà ở đến thời kỳ trung đại, khoa học tự nhiên tiếp tục phát triển, và bên cạnh là nguyên tử thì con người ta bắt đầu là các nhà khoa học là phát minh ra những cái dạng tồn tại khác của vật chất, như là phân tử, như là gì ạ? Như là các hạt, các dạng từ trường vân vân, sóng, hạt, từ trường vân vân. Thì những cái này đều là những dạng tồn tại của vật chất. Như vậy thì nó phá vỡ đi ha, nó phá vỡ đi cái quan điểm cho rằng vật chất chính là nguyên tử. Rồi đến thời kỳ của chủ nghĩa Mác Lênin, đặc biệt là Lênin đã tổng kết được những cái điểm đúng đắn cũng như là hạn chế những cái sai lầm của các nhà triết học ở thời kỳ trước đó, để Lênin đưa ra được cái quan điểm về vật chất một cách là khoa học và đúng đắn nhất.
Và cái khái niệm vật chất này các em phải nhớ dùm cho cô, đồng thời là chúng ta nhớ được khái niệm này, chúng ta phân tích được khái niệm này và chúng ta chỉ ra được cái tính khoa học cũng như là cái sự hạn chế của các nhà triết học trước đó so với cái khái niệm vật chất của Lenin như thế nào, ở điểm nào. Các em phải nắm được cái này ha. Lenin cho rằng là gì ạ? Vật chất là một phạm trù triết học, là một phạm trù triết học, nó không phải là một ngành khoa học cụ thể. Tất nhiên ở mỗi ngành khoa học cụ thể khác nhau, người ta sẽ có cái cách nhìn, cái phương pháp nghiên cứu về vật chất là khác nhau. Và cái vật chất này, cái định nghĩa vật chất này của Lenin đưa ra là một phạm trù triết học, tức là chúng ta phải nhìn nó bằng cái phương pháp triết học. Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan. Như vậy thì các em lưu ý cái dòng chữ mà cô bôi xanh đó. Thực tại khách quan là gì? Bạn nào giải thích được cho cô thực tại khách quan là gì? Để chúng ta biết được rằng vật chất ở đây chúng ta phải hiểu nó theo cái nghĩa là dùng để chỉ thực tại khách quan, chứ không phải là chỉ nước, không phải chỉ lửa, không phải chỉ không khí hoặc là nguyên tử, ngũ hành vân. Những cái này là những dạng tồn tại cụ thể của các vật thể. Nó thực tại khách quan ở đây là gì? Thực ra nó là từ ghép đó các em. Khách quan là chúng ta hiểu là những cái tồn tại bên ngoài cái mong muốn chủ quan của con người thì chúng ta gọi là khách quan. Như vậy thì thực tại đây là gì? Là hiện thực đang tồn tại, những cái hiện thực đang tồn tại ở ngoài thế giới này mà nó tồn tại bên ngoài cái mong muốn của con người, thì đó là thực tại khách quan, được chưa ạ? Được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta là chép lại, chụp lại, phản ánh lại và tồn tại không phụ thuộc vào cảm giác của con người. Tức là gì ạ? Con người chúng ta hoàn toàn có thể là cảm nhận được cái vật chất này, chúng ta có thể là gì ạ? Có được tri thức về cái vật chất này tùy vào cái năng lực, tùy vào cái phương pháp, tùy vào trình độ nhận thức của mỗi người mà cùng một sự vật hiện tượng có thể chủ thể nhận thức này, nhận thức nó như thế này, nhưng ở chủ thể nhận thức khác, bởi vì là họ có gì ạ? Trình độ nhận thức khác, phương pháp nhận thức khác, cho nên là cái kết quả nhận thức cũng là khác nhau. Ví dụ cùng học cái môn chính trị này, chúng ta cùng có với nhau là 8 buổi lên lớp, đúng không ạ? Nhưng mà với Nguyễn Văn A ví dụ như vậy thì cái nhận thức của bạn về cái môn này nó ở cái mức độ như thế này. Và nếu như được đánh giá cái trình độ, tức là cái khả năng nhận thức của bạn về cái môn này được đánh giá qua cái con điểm là 5 điểm ví dụ như vậy. Nhưng mà ở bạn B cũng thời gian như vậy, cũng cái nội dung như vậy, và cái số điểm mà để đánh giá cái khả năng nhận thức của bạn về cái môn này có thể là 8 là 9. Tức là cùng một sự vật hiện tượng nhưng ở mỗi chủ thể nhận thức khác nhau thì các chủ thể nhận thức sẽ có được cái nội dung, cái khả năng nhận thức là khác nhau. Và được cảm giác chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh lại, tức là nó thừa nhận khả năng nhận thức của con người, tức là nó trả lời cho câu hỏi là con người chúng ta có nhận thức được thế giới hay không. Thì cái quan điểm của chủ nghĩa Marx Lenin, của Lenin á, về vật chất á, nó trả lời luôn là con người hoàn toàn có khả năng nhận thức được thế giới. Và đây là một cái điều vô cùng ý nghĩa. Bởi vì sao ạ? Nó sẽ là động lực giúp chúng ta đi nhận thức những cái chuyên ngành khoa học, nhận thức được thế giới. Ví dụ, có lấy ví dụ cơ bản nhất là trong những năm gần đây chúng ta xuất hiện đại dịch, đúng không ạ? Như vậy thì nếu chúng ta suy nghĩ một cách duy tâm là gì ạ? Đó là một cái thế lực nào đó ở một cái lực lượng siêu nhiên nào đó ban cho con người, chúng ta gọi nôm na là ngày tận thế vân vân, là cái dịch đó là đến với người nào thì coi như là người đó là gì ạ? Tức là người đó phải chịu trách nhiệm, bởi vì là đời này kiếp này là người ta đã gây ra những cái tội gì đó hoặc là nghiệp gì đó, người ta phải gánh chịu như vậy mà chúng ta không chịu đi nhận thức nó, đúng không ạ? Và với nếu như chúng ta có được một cái động lực là gì ạ? Đây là một cái căn bệnh này là một cái hiện thực khách quan mới, chúng ta có thể nhận thức được nó bằng cách là chúng ta đi tìm hiểu nguyên nhân, chúng ta đi có được những cái phác đồ điều trị, đồng thời là chúng ta có được những cái phương án để gì ạ? Để chúng ta ngừa bệnh, thì đó sẽ là động lực cho con người đi tìm hiểu, đi nghiên cứu khoa học. Cho nên là
Khi mà thừa nhận cái đặc điểm quan trọng và vô cùng ý nghĩa đối với cái định nghĩa vật chất của Lenin, đó là thừa nhận khả năng nhận thức của con người. Nó mang tính nhân văn vô cùng sâu sắc. Này, được chưa? Như vậy thì tóm lại là vật chất theo quan điểm của Lenin đó, thì đây là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan, được đem lại cho con người trong cảm giác. Được cảm giác của chúng ta là chép lại, chụp lại, phản ánh lại, và nó tồn tại không phụ thuộc vào cảm giác của con người. Về nội dung cơ bản của định nghĩa nãy giờ cô đã giải thích rồi nha. Cái này là nếu như có giá trình các em tìm hiểu thêm giá trình ha. Rồi, cô đã giải thích các cái quan điểm khác nhau về vật chất thông qua các thời kỳ khác nhau, từ cổ đại, trung đại đến thời kỳ là Marx Lenin. Như vậy thì các em thử suy nghĩ thêm, xem trả lời cho cô xem là cái định nghĩa của Lenin về vật chất đó thì nó có gì khác so với quan niệm về vật chất của các nhà triết học như vật trước đó, tức là ở thời cổ đại và trung đại. Nó có gì khác? Trước khi trả lời câu hỏi này, rồi cô có một vấn đề mời các em thảo luận. Bây giờ cô có hai câu như thế này ha, để cô đánh lên đây. Có hai câu như thế này ha. Câu thứ nhất, vật chất là viên phấn. Câu thứ hai, viên phấn là vật chất. Rồi, bằng nội dung nãy giờ cô đã giải thích cho lớp mình, thì các em thử suy nghĩ dùm cho cô xem là hai cái câu này có đồng nhất với nhau hay không, và giải thích cho cô được vì sao như vậy. Câu thứ nhất, vật chất là viên phấn. Câu thứ hai, viên phấn là vật chất. À, cô cho các em 5 phút để các em suy nghĩ trả lời câu hỏi này cho cô. Rồi, cô gọi ha. Ai có thể xung phong trả lời? Không xung phong thì cô gọi. Rồi, cô mời bạn Nguyễn Thị Kim Hoàng, lớp Dược 2. Hoàng có đó không em? Nguyễn Thị Kim Hoàng, lớp Dược 2. Hoàng sao không có biết Hoàng? Tức là em học bằng thiết bị điện điện thoại hay là iPad hay máy tính thế nào mà không có biết em?
Bật không được ha. Máy tính hả? Máy tính các em vẫn sử dụng bình thường mà, các em nhấp vào cái hình micro bên dưới góc màn hình của các em đó. Rồi cô gọi bạn khác ha. Trần Cao Thùy My biết Dạ cái đó. dạ có cô. Ừ, rồi My trả lời cho cô xem. Dạ Dạ là sao My, có câu trả lời chưa? dạ chưa cô ơi. Chưa, rồi suy nghĩ thêm ha. Dạ Đinh Trọng Hiếu có đó không Hiếu? dạ có, Ừ, rồi Hiếu trả lời cho cô coi. em cũng chưa có trả lời. Chưa có trả lời. Rồi nãy giờ có đứa nào, cô hỏi thiệt, nãy giờ có đứa nào bật bật máy lên rồi nằm nó ngủ không? Bây giờ nghe cô gọi tên thì giật mình tỉnh dậy, nó có biết cô đang nói tới đâu đâu. Rồi kế thử người nữa ha. Phan Thị Thu Thảo. Phan Thị Thu Thảo có đó không Thảo? Thảo ơi. Thảo không có. Thảo không có hả các em? Thảo vắng ha. Rồi cô mời Võ Thị Phụng. Võ Thị Phụng. Dạ em nghe cô. Rồi Phụng trả lời cho cô xem Phụng. Vật chất là viên phấn. Với lại viên phấn là vật chất thì theo cái quan điểm suy nghĩ của em đó, hai câu này có đồng nhất với nhau không Phụng? Tức là nó có cùng nghĩa với nhau hay không? À, chúng ta hiểu đơn giản hôm nay là nó có giống nhau hay không? Và giải thích cho cô. Mạnh dạn lên, sai thì thôi. Cô em nghĩ là không cô. Không. Rồi vì sao vậy Phụng? Rồi được rồi. Như vậy thì cô sẽ thay đổi câu hỏi. Cô sẽ hỏi như thế này. Cô sẽ hỏi như thế này là các em sẽ dễ hơn nè. Em sẽ quan tâm cho cô câu A. Hả? À. Sinh viên. Phụng. Giờ Phụng là sinh viên lớp dịp 4 đi ha. Lớp dược 2 hay lớp dược 2 đi. Rồi câu B của cô sẽ là gì ạ? Lớp dược 2 là Phụng. Cái này sẽ gần gũi với các em ha. Nếu như các em trả lời được cái câu này, hai cái câu này, các em sẽ trả lời được cái câu ở trên của cô. Nó Phụng là sinh viên lớp dược 2 đúng không ạ? Là cô hai là lớp dược hai là Phụng. Như vậy thì hai cái câu này có đồng nhất, có đồng nghĩa với nhau hay không? Thưa cô là không đồng nghĩa. Ừ, vì sao trả lời cho cô xem. Thứ nhất là Phụng là sinh viên của lớp dược 2, là cái này là thuộc về vật chất thì là Phụng là một thành viên của trong lớp dược 2 là đúng nghĩa. Còn về nghĩa thứ hai là lớp dược 2 là Phụng
thì cái nghĩa này là hoàn toàn khác chứ nghĩa trước đó. Có thể lớp vượt hai thì ông cũng có thể là phụng hoặc là cũng có thể là người khác. Còn gì đó không em? Dạ hết ạ. Rồi, em đã trả lời được như vậy rồi, vậy thì liên hệ với liên tưởng đến cái câu ở trên. Thử suy nghĩ xem. Cái câu trước đó là câu dân phấn hả cô? Đúng rồi. Dạ câu dân phấn thì nó cũng khác nhau, nghĩa trước nó là dân phấn thì nó thưa cô là dân phấn thì nó có thể là vật chất, nhưng mà vật chất thì không thể ý là viên thắng được. Ừ, vì sao? Vì Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là được một điểm cộng. Tương tự như em giải thích cái câu bên dưới như thế nào thì em áp dụng lên cái câu bên trên. Ở bên dưới em cho rằng là dì Phụng là sinh viên của lớp vượt hai là đúng, nhưng mà khi mà chúng ta nói lớp vượt hai là Phụng là không đúng, bởi vì lớp vượt hai ngoài Phụng ra còn có thể là A, là B, là C, là D, đúng không ạ? Nếu chúng ta cho rằng lớp vượt hai chỉ là Phụng thôi là đúng, thì cũng có nghĩa là những bạn khác đang học lớp vượt hai không phải là lớp vượt hai thì là sai. Tương tự như vậy thì chúng ta nói viên phấn là vật chất là đúng hay sai cả lớp? Dạ Là đúng, đúng. đúng, đúng mà, là đúng. Nhưng mà khi chúng ta nói là vật chất là viên phấn là sai. Là sai, tại vì vật chất có thể bao gồm các kiểu dạng như là có thể là vật khác cũng được. Tức là cái phạm trù của vật chất là vô cùng rộng lớn. Nếu chúng ta thừa nhận cái câu đầu tiên là đúng, tức là vật chất là viên phấn là đúng, thì đồng thời chúng ta cũng nghĩ là chúng ta đã thu hẹp lại cái nội dung của phạm trù vật chất. Cũng có nghĩa là gì, khi chúng ta cho rằng là gì, vật chất là viên phấn là đúng, thì chúng ta sẽ vô hình chung chúng ta thừa nhận cái máy tính này hoặc là cái điện thoại này hoặc cái viết này là ý thức. Bởi vì sao ạ? Trong thế giới này có hai phạm trù là vô cùng mà rộng lớn nhất, đó là vật chất và ý thức. Và nếu như một sự vật hiện tượng nó không thuộc vào cái phạm trù vật chất thì nó thuộc vào cái phạm trù còn lại, đó là ý thức. Ngược lại, nếu như cái phạm trù này nó không thuộc về ý thức thì nó sẽ là vật chất. Rồi, như vậy khi chúng ta thừa nhận vật chất là viên phấn thì có nghĩa là chúng ta thừa nhận cái điện thoại này không phải là vật chất. Tức là vật chất ở đây là viên phấn thôi, chỉ là viên phấn thôi. Thì cái điện thoại không phải là vật chất. Như vậy thì khi mà cái điện thoại nó không thuộc vào cái phạm trù vật chất thì nó thuộc vào cái phạm trù còn lại, đó là ý thức. Và chúng ta sẽ thấy được cái sai của chúng ta ngay. Được chưa ạ? Bạn vừa trả lời là tên gì đó em? Phụng Dạ hả? đổi với Thảo cô. Là Thảo. Là cô sẽ cộng cho Thảo một điểm ha. Cô sẽ cộng cho Thảo một điểm vào cái phần này. Có tương tự như vậy rất là dễ luôn em. Cho nên là khi mà cái quan điểm của các nhà triết học ở thời cổ đại và trung đại đó thì cho rằng vật chất ở đây là lửa nè, hoặc là nước, hoặc là không khí, hoặc là gì ạ? À? Hoặc là ngũ hành vân vân, thì cho dù là nước, là lửa, là không khí, là ngũ hành vân vân, thì những cái dạng này đều là những dạng cụ thể của vật chất. Như vậy thì cái sai lầm chung của các nhà triết học như vật trước mắt đó là đồng nhất vật chất với những dạng vật thể cụ thể. Đây là cái sai lầm lớn nhất, và đến thời kỳ của Lenin đã khắc phục được những cái sai lầm này rồi ha. Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ gì ạ? Thực tại khách quan, tức là những cái gì tồn tại bên ngoài cái ý thức của con người thì đều là vật chất. Được chưa ạ? Mời chưa các em? Dạ, tốt cô cho em hỏi. Rồi, cô mời em. Dạ, cho em hỏi như là theo Lenin thì là vật chất là mình chỉ là cái thực tại khách quan, thì nó là những sự vật hiện tượng thực tế mà nó tồn tại ngoài cái khả năng của con người mình. Còn cái viên phấn này thì theo em nghĩ là nó là cái vật mà do con người mình tạo ra, là nó theo ý muốn của con người mình, thì nó có phải là thuộc vật chất theo như Lenin không thưa cô? Tức là các em hiểu là thực tại khách quan là nó tồn tại cái ý muốn chủ quan của con người, tức là cái ý thức ở đây là không phải là chúng ta, không phải là ví dụ như là viên phấn nó là cái sản phẩm lao động của con người, đúng không ạ?
Dạ. Rồi ý của em là cái viêm phấn này là do con người làm ra, là con người muốn làm ra, ý thức của con người làm ra. Dạ. Đúng chưa? Như vậy thì dạ. Theo em bây giờ cái ý nó thuộc vào cái ý muốn của con người làm ra cho nên nó không phải là vật chất hay sao? Dạ, thì tại em thấy là theo Lenin thì là cái vật chất thì là nó tồn tại theo cái khách quan. Còn cái này là nếu mà viên phấn thì là nó toàn là theo chủ quan phải không thưa cô? Khách quan là gì các em? Khách quan là tức là con người chúng ta đặt một viên phấn trước mặt chúng ta, à, bằng cái chủ quan của chúng ta nói là bây giờ tôi không muốn cái viên phấn này nó tồn tại ở đây nữa. Là cái việc đó có xảy ra không các em? Nó khác với cái việc là cái mục đích cải tạo thực tiễn của con người. Cái em đang nói là về cái thực tiễn, là cái nhận thức con người bằng nhận thức của mình hay bằng trình độ của mình có được, con người bắt đầu là cải tạo thực tiễn, tạo ra những cái sản phẩm phục vụ cho cái nhu cầu của mình, trong đó là có viên phấn và nhiều thứ khác vân vân. Thì đó là cái kết quả lao động của con người, nó khác với cái hiện thực tồn tại khách quan và chủ quan, nó là hai hai cái phạm trù khác nhau. Anh Ngọc. À dạ dạ em hiểu rồi, dạ em cảm ơn cô. Rồi cái nội dung này còn bạn nào chưa hiểu nữa nè, cái nội dung này còn bạn nào chưa thấy hiểu nữa. Mệt chưa các em? Nếu các em thấy là sơ sơ là cái nội dung về vật chất và ý thức mà chúng ta nói với nhau từ nãy thì chúng ta chưa nói xong. Chúng ta chỉ đi một phần nhỏ về cái vật chất thôi. Chúng ta còn về ý thức, nguồn gốc ý thức, kết cấu ý thức. Sau đó chúng ta mới đi về, đi đến cái nội dung là mối quan hệ biện chứng với vật chất và ý thức. Rồi lúc nãy nhóm của bạn đã trình bày xong cái chung này. Câu hỏi cô cũng chưa hỏi nhóm luôn, cho nên là cô sẽ dành ở buổi hôm sau. À, buổi hôm sau cô tiếp tục cô qua cái phần mà ý thức và mối quan hệ vật chất ý thức á, thì lúc này cô sẽ có câu hỏi cho cả nhóm và cả lớp, được chưa ạ? Rồi trên tinh thần là các nhóm còn lại các em phải chuẩn bị cho xong để hôm sau buổi tiếp theo là thứ tư là thứ sáu các em thì chúng ta lại tiếp tục. À, mỗi mỗi nhóm mỗi buổi như vậy đồ khoảng cô cho hai nhóm trình bày, bắt đầu là cô sửa bài, à, cô hướng dẫn nội dung mới. Rồi học nữa hay nghỉ nè? Không ai trả lời cũng cho học nữa ha. Dạ thôi nghỉ đi cô. Rồi dạ thôi nghỉ theo cô. Rồi nghỉ đi cô. Rồi cô chào các em, lớp nghỉ đi. Dạ em chào cô. Dạ chào cô.